sai luật rồi. Em chạy vòng vòng em thua rồi. Đúng nhanh rồi. Sai rồi. Để em chơi sai luật. Làm cho em bị nghĩ như vậy là đúng rồi. Ủa, cái này là cái này không có dí rồi. Cái này là dí bắt kìa. Hồi nãy em chửi tôi. Sao em dở vậy? Đầu không tôi sao đuôi mà làm. Đội ngu quá. Trời ơi. Hồi gì không hiểu được. Mà tôi chơi đúng mà sao chửi tôi ngu. Mời Đăng Duy Thân lên. Lên rồi. Báo xong mình ghê. Bởi bà tổ chức các đặc ơi. Đem mắt kiến vô không thấy được. Trời ơi, đã cho đỡ cho người ta rồi mà còn đem mắt kiến làm màu nữa. Sao mà như như rùi vậy ta. Trò này có bơi đâu mà mình đem mắt kiến. Dậu vô. Em ơi, nó xuyên qua ánh nắng rồi. Trời mắt cừ nha. Vô đi em, tạt tôi nè em. Em đẹp trai không? Anh nè, tạt anh đi em. Mà em đẹp trai không? Không. Quay chung rồi, quay chung rồi. Chơi em á. Em đấy. Tôi chơi thật xúc xấu má luôn á. Tôi tán vô, tôi tán cái xô vô mặt em. Tôi tán cái xô vô mặt em. Kêu ngồi xuống. Anh ngồi xuống. Anh ngồi xuống. Anh ngồi xuống. Anh đứng dậy em tạt cái cho anh chạy. Mẹ ngồi kìa. Tôi chung đỡ đâu tạt tôi được. Rít ngồi bẹp xuống. Ngồi bẹp xuống. Dạ tôi xin. Anh tôi anh. Vậy. Vậy rồi anh Luật ơi. Nó tạt vô mặt không có đường chạy, tôi nghĩ là tôi rồi. Khoan khoan, bị gì vậy? Rớt vai rồi, rớt vai rồi. Rồi được. Trời ơi, vậy? Ai vậy? Vậy? Trời ơi, ông nội ơi. Em được mình bằng rồi. Đúng rồi. Nó là Jimbo. Nó là Jimbo. Mọi người thấy không? Cái vai người ta chỉ ẹt vô vậy thôi. Còn rít bữa nó chặt ra cái. Nó là mà nó báo nguyên một đoàn. Trời ơi, thì nói cái vai nó bình thường. Cái vai ẹt vô cái là vô thôi. Trời ơi, ao dơ là nào? Nào qua nào em? Trời ơi, đứng y chang như là Avenger chứ. Hay quá hả? Ê, ghê vậy ta? Ghê quá. Lỗi ai? Đăng Duy Thân thắng. Không có, bây giờ cay cũng mắc quá rồi. Anh hiểu không? Em định ném đổ trên đầu xuống. Anh hiểu rồi, nhưng mà mày tạt anh, đầu anh hiểu mày rồi. Ôi anh ơi, anh chơi giỡn. Anh bốc trúng tên mày là anh tán cái xô vô đầu mày luôn. Ơi. Trời ơi, anh ơi, bạo lực quá, em bé mà. Anh không dí, anh phải dí cho chồng. Mày ở tuổi anh đi rồi mày dí. Giá trời tao bốc tên Ngô Kiến Quy. Em đợi anh đó. Em theo khác nè anh ơi. Em theo khác nè anh ơi. Em ghê lắm đó. Em muốn cho anh một cái là khỏi thở luôn đó. Em mời anh nè anh Luật. Mời thì anh nhận thôi. Do anh nè. Trời ơi tôi dữ lắm à. Không à. Em xin phép. 3, 2, 1. Ê quá. Anh vừa thoại gì vậy anh Tuấn? Ê quá. Ok. Cho em xin miếng nước nó mặn quá. Mặn quá. Đang nói ông cho nguyên nước vào mồm. Sao tôi có linh tính hôm nay tôi sẽ không ăn được ăn bằng sản hữu quần của bụi á. Từ cái phút mà có cái con đó rồi anh. Ờ linh tính. Anh đeo con đó vô là chắc chắn rồi. Mai bắt cần em với Luật giùm cái nha. Ổn định, Mai bắt cần mặt anh Luật giùm cho em. Anh làm gì anh Luật, anh buông ra đi Luật ơi. Anh Luật còn xuống. Anh bị cái gì? Tôi thất gì đi để em. Rồi bị gì nữa? Cho tiền đình. Rồi tha cho anh. Ok em, tôi biết vô lượng em ơi. Em cần nước không? Em chung đội với anh xin tạc em được. Ủa? Gì? Tôi luyện đá em đó. Wow, xích thú hiện nguyên hình. À luôn luôn mệt chưa? Lộ 12 Hà Cát. Em nguyện hầu hạ anh về quán anh hát. Cho em nhớ em được Hà Cát. 17 Hà Cát. 17 Hà Cát. 17 Hà Cát nữa kìa. 18 Hà Cát. Chỉ điên khùng khùng. 20 Hà Cát. Có đi đâu? Hỏi làm gì vậy? Hỏi đâu hỏi? Nè em nè. Em đi. Chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi. Hỏi đâu? Nước vừa hổ ta trời. Ủa, cái này không có dí rồi, cái này là dí bắt kìa. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi,
anh ơi, chạy về bên kia. Trời ơi, có sức khỏe mà không có kiến thức. Trời ơi, ơi. Bỏ cái tên Yến Sào đi, hãy lấy tên là Hữu Dũng Vô Môn. Trời ơi, ngu quá vậy. Trời ơi, con thằng lằn đó. Trời ơi, đúng là con thằng lằn. Ủa là phải dành chỗ ta hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Trời ơi, giải thích em hai lần mà lắm. Em hiểu rồi, ok. Ba, hai, một. Đầy dữ rồi đây. Đó, cái nét biến thái này nè. Tự nhiên quay qua tạc chính đồng đội mình, sẽ tôi giết nó luôn á. Em chơi. Sống chết có số. Đau nhất. Mình hỏi mũi sườn đẹp quá thôi, không gì đâu. Thôi đó thôi. Anh lên anh nha, anh nha. Là em nè. Em có bằng xuống nói người ta sao? Gọi đầu luôn đi, gọi đầu luôn đi. Nó kẹt mặt cái bên không được. Em phải đưa mặt lên. Rõ ràng, hướng lên. Cái biên độ. Ngồi đàng hoàng xếp băng lại. Đó, hả, ông la luôn kìa. Xếp băng lại. Một gáo vô là nó học nước liền. Xếp băng chân lại. Anh đừng viên của em ngồi được rồi. Bởi sợ. Bởi sợ. Anh ơi, chúng tôi bị đảo rồi. Bởi sợ rồi. Bởi sợ. Bởi sợ rồi. Chạy đi. 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 Coi bộ vậy yên ổn rồi. À, chắc cũng muộn rồi. Muộn rồi. Muộn rồi. Muộn rồi. Máu khúc đầu là thấy nghi rồi. Anh em chơi tốt. Một nắm đất. Tôi. Trời ơi, lá cờ để gì lại là... cho anh em không? Vợ con Hiếu thứ hai lo giùm nha. Dạ. Đâu chị ơi, bán cái đầu vậy chị ơi. Thôi Kiến Huy, tuy là em thắng nhưng mà em chơi gì bạo lực quá. Bị trượt tay rồi, giống làm lại tạt lại lần ra ngoài. Bây giờ mới cho em chạy chứ. Một lát nữa cho em tạt lại Huy. Tạt lại. Thôi em, được, người ta có lỗi với mình thì thôi chị ơi, em không có, em tu tập mà. Tu tập sống đơn giản hơn. Em sống đơn giản, người ta là hại mình là có nhân quả không? Thôi cái nữa, cái nữa, cái nữa. Chạy hết vòng, chạy hết vòng, chạy chỗ em á, chạy chỗ cũ anh của anh. Quýnh 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 thử bàn quýnh rồi xong. Ủa tu tập mà, em nữa luôn, em cũng nghĩ luôn. Ủa tu tập mà. Em ơi, tu tập em ơi. Ta có lỗi với mình thì thôi chị ơi, em không có, em tu tập mà. Tu tập, sống đơn giản luôn. Em sống đơn giản. Tu tập đi em ơi. Tu tập đi. Tu tập đi. Tu tập đi. Tu tập đi em ơi. Quang, cho tôi nói lời cuối anh em. Cho tôi nói lời cuối anh em. Quang. Từ đây là bến Long Huy nha. Bến Long Huy. Rồi. Rồi cái này là Ngô Kiến Huy thua. Lâm thắng. Thôi, cuộc sống mà mình hơn người này sẽ có người khác hơn mình. Hiểu chưa? Hãy biết vừa lòng là đủ rồi. Trời ơi. Anh Lực, anh Lực. Chắc anh Lực, anh Lực. Anh Lực tạc em mà. Chị ơi. Ủa? Ủa? Trung đội mà cưng. Trung đội mà em tạc gì em ghét. Anh này. Thôi lẽ anh quẹt qua cuộc đời em thôi nghe. Nha. Thì em có nói gì anh nè. Nghe chưa? Được, okay. Được, được, chỉ được chưa? Kiếm ơi, kiếm ơi, kiếm ơi. Cái gì vậy? Sai rồi. Sai rồi, sai rồi. Sai luật rồi. Em chạy trong vòng em thua rồi. Nhanh thôi. Sai rồi. Để em chơi sai luật. Làm cho em bị nghĩ như vậy là đúng rồi. Ủa, cái này là, cái này là, cái này không phải dí rồi. Cái này là dí bắt kìa. Trời ơi,
Hồi nãy em chửi tôi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Sao em dở vậy? Đầu không tôi tao đuôi mà làm. Trời ơi, đội ngu quá. Trời ơi, trời ơi, gì không hiểu được. Trời mà tôi chơi đúng mà sao chửi tôi ngu. Trời ơi. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah yeah yeah.